Xin chào tất cả các bạn thân mến. Bây giờ mình leo lên cây mặn, mình hái mặn. Này là ở trên đọt, tại nó cao quá ở dưới mình hái không tới. Đó, bây giờ mình leo lên mình hái. Này các bạn thấy không? Ở trên đây mấy trái này chín chân nè. Đó. Đó. Cái này là bữa hổm là gió nó rụng nhiều lắm nha các bạn. Nó rụng là hơn là mình nghĩ gấp mấy lần á. Ví dụ như 4 phần mà bây giờ mình còn được có 1 phần à. Đó. Chứ bữa hổm nó nhiều lắm nhưng mà nó rụng hết rồi. Chứ không gài chắc tối có cái con gì á nó ăn. À, nó lên nó ăn và nó cắn nửa trái là nó rụng rớt xuống. Đó. Nên bữa nay mình chịu khó mình leo lên cây mình hái xuống. Đó. Tại vì mình định để cho nó hơi mùa xíu cho nó ngọt. Nhưng mà mình để mình sợ tới nó mùi thì không biết còn trái nào để ăn không nữa. Đó, nên giờ mình lên đây mình lựa trái nào nó chín mùi mình hái. Đó, chứ bây giờ thì nó cũng còn hơi chua. Đó, nhưng mà bây giờ mình tranh thủ mình hái đi, thôi tối có con gì nó ăn hết trơn à. Đó, nó ăn nó rụng bữa nào cũng 5-6 trái, 5-6 trái hết đó. Đó. Bây giờ nhiều trái quá không biết hái trái nào đây. Mấy trái này là nó chín hết à. Trời ơi, giờ đụng vô nó rụng á. Nè ha. Trái này mùi. Cái trái này là không gài cái con kia nó ăn biết nhiều trái nữa. Nó uổng hết biết uổng. Dạ thấy trái bự không mình vậy? Á nhiều khi mình dưỡng để cho nó chín đó. Mình không dám bẻ đó. Nhưng mà cái con kia nó hái rồi nó ăn hết trơn à. Rồi đụng trái nào giờ nó cũng rụng hết rồi. Vậy là ở trên thớp rồi nó mùi hết lên nè. Ừ. Ở trên đây nó hứng nắng nhiều sao toàn cái trái này nè. Trái này là beautiful luôn. Thấy không? To ha. To mà nó chín hết rồi nè. Nó chín đều hết nó mới ngọt, còn không á là nó còn cứng là nó chua. Nó chua mình ăn nó không có ngon, nó uổng lắm. Em thích ăn chua. Anh thích ăn ngọt à. Ê nhưng thì bệnh thích ăn chua mà trái này trái bự quá. Ồ, trái này bự nè. Ồ, trái gì như trái ổi vậy? Trái này là bự như trái apple vậy á. Yeah. Ngon, trái này ngon. À. Cái này hồi nãy bảo anh cầm cái bọc vô sướng ta. Cầm cái gỗ nó chặt chỗ quá. Bây giờ đụng chỗ nào thì hái chỗ đó chứ bây giờ không có nhúng nhích được. Chợt á nó không có chỗ. Nãy phải lấy cái bọc ngon rồi. Đỡ đi. Bên đây nào ở sau lưng nào tội sau lưng quá là trái luôn nè. Đây quá chừng luôn. Đó, bạn thấy không? Chùm nè. Ồ. Nè. Ồ đã không? Nè, cái này là cái con gì nó ăn nè. Thấy không? Bữa nào nó cũng ăn cái nửa trái vậy nè. À. Nó trái trái cái nó rụng xuống. Ờ, nó đã cắn rồi các bạn. Nó ăn à. Không biết chuột hay là con phố sùm. Em nghĩ con phố sùm á. Ờ. Đó, nó cắn gì là nó rụng xuống bữa nào cũng 5-6 trái dưới đất hết á. Anh không bẻ là vài bữa nó ăn hết nó cây. Ăn rồi nó ị dưới luôn nữa. Ăn gì đó. Bỏ ghét. Nó ăn mà nó kêu là nó sung sướng á. Ăn rồi nó ị tại chỗ luôn. Chủ nhà chưa ăn nữa nó ăn rồi nó ị tại chỗ luôn. Chủ nhà không dám ăn mà nó ăn nó còn ị nữa. Tại vì không gài á là cỡ tuần nay rồi. Vì nó ăn mà không có ai mà đụng phạm hết trơn á, không ai mà bắt bớ nó á. Nên nó tung hoành. Mà cái con này á như là nó hết chua nghe, nó thấy cái trái mà nó không chín nó cũng ăn nữa. Nó cạp mấy trái xanh. Mấy trái xanh xanh nó cũng ăn nữa, chứ không phải nó lựa mấy trái chín nó ăn đâu nha. Mà sao mấy năm trước không có mà năm nay lại có con xuất hiện? Tại vì á năm trước là cái nó ít, có mấy trái à, nó dứ à. Hôm nay á trên keo á. Thấy ha. Thấy. Quá chừng trái luôn mày nè. Bây giờ phải lấy cái bọc mới được em ơi. Mà mình hổm là mình bị đợt gió đó nha. Nó em ơi, lấy cho anh cái bọc cho dễ chứ. Giờ có cái gỗ này á, anh cầm ở đây á, anh không có... Đợi xíu. Ông không có xây được. Rồi, giờ mình hái trái này nha. Hái đây nè, còn trái này bự nè. Anh ở đây lên bắt thang, đứng lên lên hái luôn anh. Mình mắc kẹt ngay cái cây. Ồ, bạn thấy trái bự không? Tại nó mắc cái chân vỏ cây nó có hẹo. Quá bự. Giờ mình hái nha các bạn. Hái gì chứ đứng đây hái không có khỏe đâu các bạn. Đứng nãy giờ nó không có di chuyển không có được.
mà cái tay mình cầm máy nữa, vừa hái vừa quay á, không có dễ dàng. Xoay qua xoay lại cái nó bị quẹt tay chân, nãy giờ là muốn chạy hết rồi. Hái hai cái này nọ, này hái giống như tài hiên mà ăn đào vậy. Cái này bự nè. Bây giờ sao xuống đây? Cho chả luôn rồi. Bây Lên giờ được lên xuống trời không được. rồi xuống không được. Cái gì cho Nè, nó nó đây dưới đâm đất vào có bao đất? nhiêu đâu, có bao xa đâu, một bước một hà là tới đất rồi. Không, nhưng mà cái nhánh còn nó đâm. Đúng Ôi xuống chạy tay trời trời, không được rồi. rồi. Cẩn thận nha anh. Ừ. Nó nhìn nó quẹt dữ lắm. Nó quẹt chúng là cho máu Đúng rồi. Trời ơi, trời 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 trời. Trời. đó. Tét kén, tét kén. Chân ngắn. Vấn đề chứ không giỡn đâu. Thấy không? Thấy không? Ôi nè, chạy nè. Nó chạy cho nè, nó Ôi quẹt. nè. Ồ, nè. Ui, rồi cái này tắm gác nha. Đó. Tắm gác nha. Này hy sinh đó không? Hy sinh nhan Hy sắc. sinh. Hy sinh Ủa, thân hồi thể nãy để mấy đứa hái nhỏ mấy nó cái đi ra cây. chút xíu mà nó chạy tay nó gục chụp cho cái cây đó. Rồi nó đi vô luôn rồi. Ở dưới đây còn nè. Đó, nè dưới đây nhóc trên nè, nè nè nè. Thấy không? Cá bự không nè. Wow. Không. Để, mà chưa chín quá. Chín không? Còn xanh, để đó ở dưới tháp này mình Ừ. tự mình hái đi nữa để cho mấy đứa nhỏ nó hái. Để cho TV Anthony nó hái. Ôi các bạn chạy tay chân nè các bạn không? Ồ đào nhà tắm đào ạ. Hám gì? Wow, Hám gì? Ở này xưa cái nỉ lan được đó nè. này Đó, lớn rồi đó trái nè. Trái này ngày mai ăn, trái này đang được rồi nè. nè. Nè mới đón trái Mình nữa đón nè. trái nữa kìa. Trái này. Gom tợ gom phủ lên luôn. À, Wow. Vậy à. là bẻ vô mai xào được nữa đó anh Để ơi. lấy cái cắt luôn. Ngay đem xào ăn. Xui này xào không ngon, xào tỏi thôi à. Ăn thơm ngon. Rồi anh cắt luôn. Trái bên kia cũng được á. Cắt đi. Ok. Trái bầu ăn, có hồi nữa cho quay cho bạn trái bầu luôn các bạn. Bầu ăn được luôn đó nhà mình ha. Mùa này là ăn ra ngoài vườn không ăn không kịp luôn á. Ăn hả? Không Này kịp. lấy dao cắt ngon. Nhà mình cái này mà ăn mấy cái trái này mà ăn không kịp luôn á. Nó dai nhanh quá, ăn không kịp. Cái này lấy dao cắt mới được. Không không được hả, thọt tay Được cái được. cây Cái này dao này nãy cắt cái kia. cắt cành. Đó. Bẻ ngang luôn. Không được đẹp xíu kệ nó. Đây được hai trái nghe các bạn. Hai trái này xào ăn là xào tỏi ăn thôi, cũng ngon nữa. Hai kia anh đây còn hai trái này là hôm mai mốt ăn nữa. Mấy trái này còn nhỏ. Bây giờ Giả sử trái bầu luôn. bây giờ ngoài vườn quá chừng đoạn rồi các bạn ơi. Rau muống rồi nè. Bầu mướp, ui bầu bí gì. À, trái bầu không? Nhìn nó bầu. Wow. Nguyên dây và còn mới con trái à. Có mấy trái kia nữa mà chồng, còn nhỏ. Kìa nó mới 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 hụt khoáng à, còn mới trái em gà nó không đậu. Đâu, cho bầu gì mà dài đường vậy anh? Bầu gì vậy? Wow. Cho chiến hay cho đầu tiên à? Cho Tại đầu. vì nó hấp qua. Cái đó không. Bữa hôm nó hồng xuống thì nó đứng ha, cái nó tới chừng nó ra dài quá nó đâu có chỗ mà nó hồng xuống nữa, Cầm ra. cái mình để cho nó nằm ngang, nằm ngang và nó bầu như chữ C vậy đó, như bằng chăn á. Còn chăn khuyết. Bầu này bự chứ Bầu không? này
xào với lại ủa nấu canh á, canh tôm. Ừ. Này còn có trái dưa leo nè. Ủa cái kẹ kìa, kẹ cắt kẹ luôn. Chưa mới cắt rổ rồi, bên đó em đợi mai chín á. Vậy đó hả? Ừ. Kẹ cái chín hết chân cả. Em đợi chín chín mùi đó anh ơi. Trái dưa leo này cắt luôn được không? Đâu. Bự chưa? Bự luôn thì thu hoạch luôn đi. À trái này đây hả? Cái này chắc ăn được hả? Ờ được anh ơi. Mà gai không à, dưa leo bị gai không à? Ừ. Đó. Đụng vô gai như sầu riêng. Như leo mà như sầu riêng gai nè. Thiệt đụng vô đâm thiệt á. Nè. Nãy giờ trái gì cũng bị đông. Nè, cái này gai không à? Ừ, gai. Loại này nó có gai. Để mình qua bên kia mình cắt trái cà cho các bạn xem. Ủa cái này nguyên chùm cà nè các bạn. Cà này thịt không à? Cà này là ở trong nó đặc ruột. Nó đặc, nó không có. Mà nó không có hột. Nó không có hột, ngon lắm. Nó có một hai hột à. Đây mấy mấy trái cà. Cà bi. Anh đi mà mang chấm chóc. Có người đây đã giận đó. Cà này chỉ ngọt. Cherry. Ừ. Ngọt. Cà này ngọt. Ngọt như trứng cá. Ăn cà mà trứng cá. Cà này á, ăn như trứng cá mà trái trứng cá Việt Nam á. Thiệt các bạn, này nói thiệt chứ nó giỡn nè. Ừ. Trái này hơi chua hơn. Chứ cái trái hồi nãy á. Trái nãy chín hơn á. Trái chín nó ngọt như trứng cá vậy. Này cà bi. Rồi vô. Đây còn hai trái apple. Một cây hai trái hả? Hai bọn này trái chiến đầu năm đầu tiên. Cây hai trái đúng luôn á. Hai trái luôn nè các bạn. Trên này cái với này trái. Hai trái. Là thành quả mình nè, thành quả buổi chiều hai trái chà bá lửa với lâm. Lâm còn trong rổ kìa. À, ông lấy về trái cà phê được. Trái bự chứ bự à, trái nè bao sao nè ăn luôn chứ. Ăn gì quê luôn ơi, cái này trên cây không biết rửa không. Khỏi đi. Ăn như chuột với ăn gì đó. Ăn trong cây là ăn cho fresh. Vậy, ăn vô. Cái này chưa chín hung. Chín nhiều nó mùi mà nó thơm. À, nó còn mùi nữa nữa. Nó mùi mà nó mềm luôn. Nó mà tím luôn. Nó mềm mà tím đen luôn á. Nó tím không tím đen mà nó tím như màu tím á, tím màu khoai á. Khoai tím á. À. Cái này là nó mới vừa chín thôi. Nó có hồng ngọt nhưng mà nó hơi chua xíu. Ai thích ăn chua thì ăn được. Người nào thích ăn chua thì ngon. Mình thì đợi cho nó mềm. Nè, bóp còn cứng. Nào mà bóp vô nó mềm mềm luôn á là ngon. Tại năm gò mình để gì đó. Năm gò mình để cho nó mùi ha. Đụng vô đỡ rụng á mà ăn rất là ngon luôn. Nó ngọt ngay luôn. Còn này nó còn hơi cứng, mà ăn cũng được. Tại vì á sợ cái con kia nó ăn nữa nên mình mới há. Chứ không hòm đợi vài bữa nữa chứ. Đây còn nguyên chậm nè. Quen đây nè. Đây nhấp cho nè. Đó. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Nhấp cho. Rồi thôi, cảm ơn tất cả các bạn theo dõi nha. Chiều nay thu hoạch. Chào mát cả nhà ra ngoài hái mặn với chẳng hái trái bầu. Vô mời nấu canh bò. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người ha. Tạm biệt các bạn. Mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.